Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao để tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng B, B phẩy. Đó là chính là cạnh này. Và A phẩy, C phẩy. Đó chính là đường chéo của hình vuông A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Đầu tiên, chúng ta xét mặt phẳng A phẩy, C phẩy, CA. Thì chúng ta biết mặt phẳng này vuông góc với lại mặt phẳng A, B, C, D, tại vì đây là tính chất của hình lập phương. Sau đó chúng ta có cạnh B, B phẩy. Chúng ta biết ở đây có một hình chéo. Hình chéo này chính là hình chéo của hình vuông. Mà chúng ta biết tính chất của hình vuông thì đường chéo là một cái góc vuông. Có nghĩa là góc giữa hai đường chéo là một cái góc vuông. Đây là tính chất của hình vuông. Bây giờ chúng ta xét mặt phẳng này. Đó chính là B phẩy, D phẩy, D, B. Thì chúng ta có một cái đường giao nhau ở đây. Thì chúng ta biết rằng đây chính là đường cao của cái hình lập phương. Như vậy, chúng ta biết đường này song song với lại cái đường này mà chúng ta có một cái góc vuông ở đây và một cái góc vuông ở phía trên này. Thì ở đây sẽ có một cái góc vuông. Như vậy, tại vị trí hai đường chéo này có một góc vuông và vị trí này chúng ta lại có một cái góc vuông nữa. Như vậy, khoảng cách của giữa A phẩy, C phẩy với B phẩy, B đó chính là khoảng cách từ B phẩy cho đến H. Mình gọi đây là vị trí giao điểm của hai đường chéo đi. Thì đó chính là cái đường mình cần phải tính. Như vậy, chúng ta chỉ cần tính đoạn B phẩy H thì chúng ta chỉ cần tính đường chéo B phẩy D phẩy, sau đó chia cho hai, chúng ta sẽ có B phẩy H, tại vì H là trung điểm của B phẩy D phẩy. Như vậy, chúng ta chỉ sử dụng phương pháp Pythagore trong tam giác vuông B phẩy, C phẩy, D phẩy ở đây. Như vậy, chúng ta sẽ có ở đây là A. Ở đây là A. Như vậy, B phẩy, D phẩy. Đó chính là căn bậc 2 của B phẩy, C phẩy. Đó chính là A bình phương cộng với lại A bình phương bên kia. Như vậy, chúng ta sẽ có A căn 2. Bây giờ chúng ta có B phẩy H, chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chúng ta cần phải đi tìm. Chúng ta chỉ cần chia cho 2 là xong. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.